Chiều ngày 29 tháng 12, sau 3 ngày xét xử, Tòa án quân sự thủ đô đã tuyên án vụ án liên quan công ty Việt Á. 6 bị cáo trong vụ án này đã bị tuyên án về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, bị cáo Trịnh Thanh Hùng, cựu phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ bị tuyên phạt 15 năm tù. Bị cáo Hồ Anh Sơn, cựu thượng tá, phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Học viện Quân y bị tuyên phạt 12 năm tù cùng với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị cáo Nguyễn Văn Hiệu, cựu đại tá, trưởng phòng trang bị vật tư, lãnh 7 năm tù. Ngô Anh Tuấn, cựu thiếu tá, trưởng phòng tài chính, bị phạt 4 năm tù. Lê Trường Minh, cựu thiếu tá, trưởng ban hóa dược, lãnh 6 năm tù. Vũ Đình Hiệp, phó tổng giám đốc công ty Việt Á, lãnh 6 năm tù cùng về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á, bị tuyên phạt 25 năm tù, tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ 15 năm tù và tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, mức án 10 năm tù.